Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 2 của tiểu thuyết Anh là ai? Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 3 của tiểu thuyết này Võ Trần, theo sự phân công của Mẫn, đã đem khối hồ sơ tuyệt mật về cán bộ ra thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu Nhưng đã có lời dặn của Mẫn, cảnh giác đề phòng mọi bất chắc anh đã bí mật đưa hòm hồ sơ cán bộ tới một địa điểm khác. Còn các hòm tài liệu về sử thì để ở nhà khách, nơi làm việc công khai của tổ. Vốn đã hết sức thành thạo công việc từ lâu ở cơ quan tổ chức cán bộ, nay làm việc tập trung. Chỉ sau có vài ngày, Võ Trần đã dựng được một bức tranh toàn cảnh tình hình chính trị về cán bộ, sĩ quan trong tỉnh. Thấy nổi bật ngay lên một đặc điểm. Chỉ trong vòng có 3 năm từ sau ngày giải phóng, nghĩa là từ xuân 1975 tới 1978, sự chuyển đổi cán bộ, sĩ quan của tỉnh đã có những xáo trộn rất lớn và gần như không theo một quy hoạch nào thật đầy đủ. Mọi sự thuyên chuyển cán bộ đi cũng như nhận cán bộ từ các nơi khác về tỉnh đều khá ồ ạt. Có trường hợp giấy tờ không đủ mà chỉ dựa vào sự giới thiệu do quen biết nhau từ trong chiến tranh, thậm chí chỉ qua sự giới thiệu bằng miệng của một số cán bộ lãnh đạo cao cấp có chức có quyền nhưng lại rất kém hiểu biết và nhất là rất coi thường nguyên tắc tổ chức cũng như mọi thủ tục cần thiết. Có một số công nhân viên hoặc thuyên chuyển từ dân chính đã được thu nhận vào cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm việc. Sau đó, được chuyển thành sĩ quan một cách quá nhanh chóng, thậm chí có một số trường hợp không cần thiết, và giấy tờ hồ sơ lại chưa đầy đủ. Ngoài đặc điểm nói trên, còn thêm một tình hình đáng chú ý nữa. Số cán bộ sĩ quan bị địch bắt, bị tù khá đông, mà hồ sơ của những đồng chí này có nhiều trường hợp chưa được bổ sung hoặc xác minh cẩn thận. Khi mẫn tới, Võ Trần đã đưa ra một bản danh sách khá dài, những trường hợp cần phải lưu ý nhất. Hai người thường cùng làm việc trong một căn phòng nhỏ ở lầu 4. Nơi đây đã được xem xét một cách thận trọng để loại trừ mọi phương tiện nghe trộm và đã yêu cầu ban quản lý nhà khách cấm không cho bất cứ ai lai vãng đến khu vực hành lang đã dành riêng cho tổ viết sử để đảm bảo sự yên tĩnh trong việc biên soạn. Mẫn nhận bản danh sách khá dài của Võ Trần, anh không khỏi ngạc nhiên. Tuy vậy, trước vẻ rất tự tin và vui sướng của bạn, Mẫn thực sự tôn trọng công sức của bạn. Anh đề nghị cho anh được nghiên cứu thật thận trọng. Qua hai ngày, đôi bạn bắt đầu chính thức bước vào thảo luận. Mẫn nói, anh cho tôi tất cả 128 trường hợp. Dạ. Nhưng chúng ta sẽ làm gì được với 128 trường hợp này? Anh đã làm những vòng loại chưa? Nếu cứ nguyên như lúc đầu, thì con số còn lớn hơn gấp nhiều lần, anh ba. Trần Mẫn mỉm cười lắc đầu. Võ sĩ ơi! Anh vốn vẫn thích gọi Võ Trần bằng cái tên vui như vậy cũng như thích gọi Thái Thanh Long là rồng xanh. Nhưng 128, tôi nghĩ rằng chưa phải là cái vòng chặt chẽ cuối cùng. Võ Trần vốn không bao giờ mách lòng với bất cứ ai. Nay với Trần Mẫn, người bạn mới, người tổ trưởng mà anh sớm mến mộ, Võ Trần càng không thế. Vì sao vậy? Võ Trần thành thực hỏi lại. Cái cổ cò có cục yết hầu to như quả táo, như vươn dài thêm, và đôi mắt to lồ lộ của anh cũng như càng mở to lồi thêm ra đầy vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác một cách thành thực. Vẫn rộng ư? Nếu rộng, phải nói tới hàng ngàn, mà đây tôi đã khoanh lại, chỉ còn có 128. Đúng, 128 vẫn còn quá rộng. Tôi đề nghị anh thu hẹp lại nữa. Một cái lưới lớn tung ra, tuy có mất sức, nhưng lại đảm bảo bắt được cá. Còn hơn là với cái nơm nhỏ, ta cứ lò mò đi già, đi xúc suốt ngày mà không chắc đã được gì. Mẫn rất muốn trình bày lại tất cả ý nghĩ của mình với Võ Trần Nhưng rồi anh chỉ nói vắn tắt theo thói quen làm việc nhiều hơn là lý thuyết Muốn gì thì vẫn đề nghị võ sĩ cứ làm tiếp, làm chặt hơn nữa Chúng ta cần thận trọng xét suy để thấu hiểu Thậm chí cảm thông cho từng số phận khác nhau Võ Trần thở dài Mẫn nắm lấy tay bạn Anh biết Võ Trần không oán trách gì anh Võ Trần hẳn chỉ là đang buồn và lo Vì cho rằng Mẫn có thể thiếu cảnh giác Hoặc quá đơn giản dễ dãi Mẫn bỗng cảm thấy hiểu con người này hơn. Đây chính là hình ảnh của cả một lớp người. Nói cho đúng hơn, cả mấy thế hệ cán bộ đã được đào luyện như thế. Chỗ mạnh nhất của họ, đẹp nhất của họ là niềm tin tuyệt đối ở cách mạng, ở Đảng và chỗ yêu nhất của họ là thường là sự đơn giản, cứng nhắc. Mà lắm khi họ lại tự tin rằng đó là lập trường kiên định, là tính nguyên tắc. Thuộc lớp trẻ và may mắn, Mẫn đã sớm nắm được phần nào những gì đang đổi mới ít ra cũng đang vỡ ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống hôm nay trong nhiều mặt công tác ở ngay cả trong quân đội tất nhiên nhiều khi mẫn cảm thấy mình cũng vẫn còn hết sức cũ kỹ công thức và giáo điều khá nặng đổi mới được một con người đã khó đổi mới cả một thế hệ thậm chí nhiều thế hệ càng khó biết bao nhiêu võ trần thành thực đề nghị vậy hãy cho tôi một phương hướng cụ thể hơn nữa đi tổ trưởng mẫn gật đầu anh thong thả như đếm từng tiếng một theo tôi, đề nghị cần chú ý tới những gì chưa rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn nhau. Anh hãy tích cực sử dụng máy tính điện tử giúp anh trong công việc này Võ sĩ ạ. Chúng ta ra thành phố một phần cũng vì cần tới cả cái cơ quan điện toán ấy. Qua ngày hôm sau, khi Võ Trần tới cơ quan điện toán để nhờ sử dụng máy tính điện tử giúp thêm vào việc nghiên cứu và phân loại các hồ sơ thì Trần Mẫn cũng đi thẳng xuống quận R. Niềm tin vui tràn ngập ngày hôm qua lại như thắp sáng trong lòng anh hết một đoạn đường xe lam chuyển sang xe buýt chỉ hơn nửa giờ sau anh đã tới quận r ở ngoại thành tìm tới nhà văn hóa quận cũng không khó khăn gì lắm mẫn càng hết sức sảng khoái hôm nay có lẽ tốt ngày anh cảm thấy mình gặp nhiều điều suôn sẻ may mắn tuy nhiên khi bước vào khu nhà văn hóa khang trang của quận anh hơi ngơ ngác trước cảnh vắng hoe các phòng của căn nhà chính đều đóng kín những căn nhà nhỏ ở chung quanh cũng như vậy. Nhìn ra bãi bóng, sân cầu lông, bể bơi cũng dường như không có một bóng người. Mẫn mạnh bạo tiến sâu hơn vào nữa. Ngõ hẳn vào một căn phòng nhỏ, thấy có hai thanh niên mặt còn non trẻ, nhưng đều để ria đang uống trà quạo. Một thanh niên cất tiếng hỏi. Chú cần chi vậy chú? Chào các bạn, tôi muốn được gặp đồng chí phụ trách ở đây, có chút việc, làm ơn chỉ dùm." Mấy chú mấy cô lên thành phố họp tổng kết Hết trơn hết trọi rồi Mốt mới về Vậy tôi muốn được gặp cô Nguyên Nguyên À Cô và đội đã xuống xã Xã nào vậy các bạn Đi lưu động khắp cả quận Đợt biểu diễn cuối cùng trước khi nghỉ hè mà chú Vậy e chắc còn lâu mới về Có lẽ cũng vài bữa nữa thôi Họ đã đi trên tuần nay rồi Mà chú có việc chi cần không chú Mẫn đắn đo cũng không thật cần lắm chú có chuyện chi với nguyên nguyên hay bà con cũng có chút việc thường thường thôi dạ xin lỗi vậy chú tên chi để ít nữa cổ về tụi cháu nói lại tôi là trần mẫn phụ trách viết sử chiến tranh chú ở quân khu mẫn bắt đầu không thích hai chàng trai này vì họ hỏi hơi nhiều anh ấp úng vâng hồi nãy trước khi chú tới đây cũng có một người tới tìm cô nguyên nguyên một phản ứng rất bản năng làm cho mẫn gần như giật mình xin lỗi người ấy là ai vậy các bạn có biết không không khi ấy tụi cháu chưa tới có bà lao công mới tuyển thấy bà nói vậy một chút nữa mẫn đã hấp tấp buột hỏi vậy bà lao công ấy ở đâu nhưng anh kịp kìm lại cảm ơn hai thanh niên xong mẫn thong thả quay ra trong lòng anh dội lên một câu hỏi vậy ai đã đến tìm nguyên nguyên trước ta chuyện tình cờ hay là có một nguyên cớ nào đó ra tới gần cổng rất nhanh mẫn lách mình tránh sang một ngôi nhà nhỏ nơi đây khuất hai thanh niên ngồi trong căn phòng phía trong dù có nhìn theo cũng không rõ là anh vẫn còn ở trong khu vực này anh quả quyết gõ cửa một căn phòng nơi đây có vẻ có người một người đàn bà ăn mặc xoành xoàng đã có tuổi bước ra xin lỗi thím có phải là thím lao công ở đây không dạ phải chú có việc chi vậy mừng quá Mẫn không để lỡ phí một giây phút. Thím ơi, vừa nãy có người đến tìm cô Nguyên Nguyên ở đây phải không ạ? Phải, nhưng sao kia chú? Tôi có một anh bạn nhờ tới đây, nhưng không rõ có phải anh ta không, nên hỏi thím. Thím lao công nhìn bộ quân phục của Mẫn, rồi nói, Ông đến tìm cô Nguyên Nguyên không phải quân đội. Vậy người như thế nào thím? Ông đeo kiếng mát, đi xe gắn máy, coi cũng còn trẻ ạ. Ông nói giọng Nam hay Bắc hả thím? Nói tiếng Nam nhưng khó khè vì hen hay xuyễn gì đó. Nhưng sao chú hỏi kỹ vậy? Xin lỗi thím, vậy không phải anh bạn cháu. Cháu nhờ anh tới để mời đội văn nghệ về biểu diễn cho đơn vị. Ông này nói muốn gặp cô Nguyên Nguyên vì ông là người rất hâm mộ cô. Cảm ơn thím, cháu về. Mẫn rời khỏi khu nhà văn hóa quận. Người nào đã tới đây tìm Nguyên Nguyên trước? có thật là đó là một người hâm mộ hay là một nhân vật nào đó cũng đang rất cần gặp nguyên nguyên vì một chuyện không bình thường câu hỏi ấy tiếp tục quẩn trong đầu óc của mẫn mọi niềm vui của anh phút chốc tan biến nhường chỗ cho một nỗi phân vân khá căng thẳng xem đồng hồ vẫn còn sớm mẫn quyết định chưa trở về vội anh tranh thủ đến nhà thương trợ giấy lúc đó ông phó giám đốc trực ban đang bận tiếp một nhóm cán bộ y tế từ trên bộ vào làm việc cô thư ký vào báo cáo có một chú bộ đội có việc muốn được gặp Ông phó giám đốc yêu cầu khách chờ Ở ngoài phòng đợi Lát sau khi nhóm cán bộ y tế ra về Ông cho mời anh bộ đội vào Đồng chí cho biết đồng chí cần gì Đồng chí ở bên quân y của quân khu phải không Dạ thưa không Tôi là cán bộ viết sử Tôi tới đây không có việc công Mà có chút việc riêng Muốn phiền bệnh viện giúp đỡ Đồng chí cứ nói Cách đây 4 năm có một tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng trên đường từ thành phố Z về đây ở cây số 60. Một số hành khách bị chết, một số bị thương đã được đưa về bệnh viện này. Tôi chỉ xin nói tóm tắt vậy, chắc bác sĩ phó giám đốc vẫn còn nhớ. Đồng chí phó giám đốc gật đầu. À, vụ đó tôi cũng có nghe nói, nhưng rất tiếc khi ấy tôi còn đang công tác ở nơi khác. Tôi mới được chuyển về đây 2 năm. Thưa cũng không sao. Bác sĩ phó giám đốc có còn nhớ vụ đó là đủ rồi. Vậy đồng chí cần gì? Thưa, trong số người bị nạn khi đó đưa về đây, có một cô bé 13 hoặc 14 tuổi, tên là Út Bơ. Cô bé ấy là cháu họ tôi. Hồi đó tôi ra Bắc, nay mới trở về. Tôi đi tìm lại cháu. Vậy đồng chí có thể sang công an thành phố. Ông phó giám đốc ngắt lời người khách của mình một cách sốt sắng. Vâng, thưa bác sĩ, tôi đã qua nhờ và chắc là sẽ tìm được cháu Hôm nay tôi tới đây, mục đích là xin được gặp những đồng chí bác sĩ, y tá, hộ lý đã trực tiếp chữa chạy trong non cháu dịp đó để cảm ơn. Vì vậy, muốn phiền bác sĩ phó giám đốc, nếu không có gì trở ngại, cho tôi được gặp các đồng chí đó, tôi rất cảm tạ. Ông bác sĩ hơi ngẩn ra một chút trước yêu cầu của người khách lạ. Nhưng rồi ông gọi cô thư ký vào và giao cho cô trách nhiệm báo cáo lại việc này với phòng y vụ tìm lại hồ sơ. Sau đó tìm những bác sĩ y tá hộ lý hồi đó cho ông khách được gặp nếu họ còn ở đây. Mẫn cảm ơn ông phó giám đốc, quay ra và ngồi chờ ở phòng đợi. Thời gian trôi đi như quá chậm chạp. Phải tới 11 giờ 15 mới thấy cô thư ký quay trở lại. Đi theo cô là một bà đã có tuổi. Cô thư ký cho biết, hai bác sĩ trực tiếp cứu chữa nạn nhân trong vụ xe hồi đó. Một đã về hưu ở tận rạch giá, một đã sang liên xô tu nghiệp. Y tá thì thuyên chuyển và đi học cũng không còn ai. Chỉ còn lại một bà này, hồi đó làm hộ lý, Mẫn rất mừng. Anh hết lời cảm ơn cô thư ký. Và nhờ cô chuyển lời anh hết sức cảm ơn và hoan nghênh bệnh viện vì nền nếp giấy tờ hồ sơ lưu trữ rất khá. Anh đang lo không còn một dấu vết gì nữa. Thưa thím hai, thím có nhớ hồi đó trong số nạn nhân có một cô bé tên Út Bơ? Có, tôi có nhớ. Mà chính tôi trông nom con nhỏ ấy chứ ai? Tội nghiệp, hồi đó nó chẳng có ai là bà con thân thích hết. Người ta thì suốt ngày người vô thăm non dầm dập nó thì cứ nằm chơ tôi thương nó quá xá nó cũng coi tôi như má ruột nó nó nói nó mồ côi mà thưa thím vậy thím có thấy cháu nó kể lại gì về ba má và hoàn cảnh gia đình nó lúc đó cho thím nghe không không con nhỏ ít nói lắm hắn thường chỉ khóc và cho biết sơ sơ là cha mẹ hắn bị bom chết hết cả cả làng bị mỹ cày ủi phần bị giết phần chạy phiêu bạt hết nên họ hàng ai còn ai mất và ở đâu hắn cũng không rõ nữa. Cháu nó có nói tên làng không thím? Chẳng cát thì phải. À đúng, nơi đó bị Mỹ cày trắng từ năm 69 sau mậu thân. Vậy cháu nó còn nói chi nữa không thím? Nó có nói là nó phải đi phục dịch cho một gia đình ở thành phố nào không? Có, hắn kể hắn đang ở trại tế bần thì được một đôi vợ chồng trẻ đưa về nuôi. Lúc đó hắn mới lên chín. Vợ chồng nháy hồi đầu buôn trái cây ở khu bàn cờ thành phố này, sau lên thành phố Z mở tiệm cà phê và từ đó khấm khá lên. Nhưng họ không tốt. Sao? Cháu nó nói không tốt sao thím? Cũng không rõ. Mà hắn cũng chỉ nói có vậy thôi. Không nói chi nhiều. Hắn chỉ nói cô chú ấy không tốt. Và hắn rất sợ cô chú ấy. Thím nhận thấy cháu bé tính tình nó ra sao? Con nhỏ ngoan dữ. Khổ từ nhỏ rồi mà. Hắn biết thân biết phận lắm. Tôi thương hắn quá xá. Hắn cũng thương tôi nhiều. Sau hắn để chạy mồ côi rồi làm ở tổ hợp nhựa, thi thoảng có về thăm tôi. Nhưng rồi không hiểu sao, biệt đã 3-4 năm nay không thấy đâu nữa, mà tôi thì sắp về hưu rồi. Xin lỗi thím, muốn hỏi lại, hỏi thật thím một điều. Cháu bé ấy có phải thực ngoan không, hay tính nết nó khác thường? Ôi, hắn ngoan mà, hắn rất thực thà, ít tuổi và nghèo hèn vậy, mà biết tự trọng lắm. Chỉ phải cái quá nhút nhát. Từ biệt thím hai hòa, mẫn bám xe buýt trở về khách sạn buổi gặp gỡ này làm cho đầu óc anh dịu và thoáng ra được một chút khi đó võ trần chưa ăn cơm vẫn còn đang đợi mẫn thì cửa lại vụt mở một người ào vào như một cơn gió lốc mẫn và võ trần cùng quay lại rồng xanh thái thanh long đã về hôm nay rồng xanh mang đồ dân sự nom anh trẻ hẳn ra và như khác lạ mẫn và võ trần chưa kịp hỏi gì rồng xanh đã nói luôn huỳnh bá đang có mặt ở thành phố này mẫn không khỏi sửng sốt Sao? Huỳnh Bá báo cáo anh Nam Cường là súng hiện rồng dừa để kiểm tra lại dân quân huấn luyện và bắn đạn thật. Sau thấy lâu lâu chưa về, tôi mật điện cho một chiến hữu dưới huyện hỏi anh đang ở xã nào, thì được biết Huỳnh Bá đã rời huyện trở về rồi. Tôi vội nhào tới nhà riêng thì được cháu bé cho biết anh đã đi thành phố Hồ Chí Minh. Có hỏi anh ấy đi từ khi nào không? Có, cháu bé nói anh đi từ sáng hôm qua. Cũng vì vậy tôi phải thu xếp công việc và hôm nay lao theo ra đây. Mẫn cắn môi suy nghĩ rồi hỏi tiếp. "Vậy có biết anh hiện đang ở đâu không?" Rồng xanh lắc đầu. "Tôi vừa xuống xe tới đây liền, nhưng chắc không khỏi cái địa chỉ quen thuộc mà anh thường lui tới, một nhà một người bạn ở quận 10." Mẫn thầm nhắc lại với riêng mình. "Vậy là Huỳnh Bá đã tới thành phố này từ trưa hôm qua, có nghĩa là trước buổi sáng nay, buổi sáng cũng có một người lạ mặt đã tới quận R để tìm gặp Nguyên Nguyên trước cả mình." Rồng xanh sốt sáng Tổ trưởng ạ, à, vậy tôi đi liền nha. Khoan, đằng nào thì cũng đã chậm hơn anh ấy một ngày rồi. Ăn cơm với tụi mình đã rồi hãy đi. Mẫn khoát tay ngăn lại. Ba người cùng vào bàn, vừa ăn, mẫn vừa tranh thủ nói. Vậy dòng xanh, anh phải cố tìm cho ra Huỳnh Bá và phải đeo cho kỹ nhé. Rõ rồi. Tôi muốn hỏi lại, Huỳnh Bá ra thành phố Hồ Chí Minh, ở cơ quan có ai biết việc này không? Không, mọi người kể cả anh Năm Cường tham mưu trưởng, đều yên chí Huỳnh Ba vẫn còn dưới huyện. Còn anh Lê Vi? Tôi không gặp ảnh nên không rõ. Vậy còn rồng xanh, khi anh rời thành phố để ra đây, cũng có ai biết không? Không, kể cả bên anh Năm Cường cũng như bên cơ quan chính trị. Tóm lại là không ai biết tôi đi đâu cả. Rất tốt, còn Ngô Đạt có gì mới? Ngô Đạt đã phải nhận là buổi chiều trước đêm cháy nổ, đúng là tụi nó có ăn nhậu thịt chó. Vì sợ mang tiếng nhậu nhạt say xưa để xảy ra cháy nổ mà không biết nên khai là họp thi đua. Hắn cũng đã phải nhận là tôi đó chỉ về qua nhà, sau đó đi chơi với Huỳnh Bá. Nhưng hắn khai đi uống cà phê với Huỳnh Bá xong, thì quay trở về nhà Huỳnh Bá chơi tổ tôm. Khi kho cháy nổ, hắn hoảng quá, không dám về ngay, sợ bị lộ là đi chơi để kho bị cháy nổ. Sáng hôm sau mới mò về, khai là ở nhà vợ lên. Tất cả đúng như thế, và chỉ có thế chứ. Dạ, ngoài ra hắn không khai gì thêm. Về quan hệ với Huỳnh Bá, Hắn khai là quen biết nhau từ hồi chưa giải phóng. Sau giải phóng vẫn thường gặp nhau nhậu nhẹt, đánh tổ tôm và uống cà phê. Cà phê? Sao? Họ cùng là dân nghiện cà phê à? Cả hai, theo Ngô Đạt, cả hai cùng nghiền cà phê. Dạ vậy, còn gì thêm nữa? Họ là dân mới nghiền cà phê, hay lâu rồi? Họ có hay ra quán, và trước đây thường lui tới quán nào? Điều này không rõ lắm, để rồi hỏi lại tôi đâu có được trực tiếp khai thác và ghi chép tổ trưởng có cho tôi được thò mũi xía vô chuyện này đâu rồng xanh làm thế là đúng tuyệt đối không được xía vô nghe vậy rồng xanh như được dịp chút ra nỗi băn khoăn ở mức của mình nhưng cũng kỳ quá tụi mình cũng cùng một mục đích mà mẫn lắc đầu không đã nói rồi nguyên tắc là nguyên tắc cho dù có cùng chung một mục tiêu do những lý do tình cờ hoặc phức tạp nào đó cũng vậy thôi mỗi nhóm đã có nhiệm vụ riêng, thậm chí hệ thống chỉ đạo riêng. Mỗi nhóm cũng có những khía cạnh hoặc phạm vi hoạt động khác nhau. Sự phối hợp nếu cần phải có lệnh từ thượng cấp. Cơm xong, Mẫn đứng dậy. Bây giờ dòng xanh đi được rồi. Anh ba nên đi với tôi một chút. Tôi muốn anh trực tiếp được thấy hình bá ở đây. Dòng xanh hăng hái đề nghị. Mẫn ngẫm nghĩ. Chưa cần vội. Anh cứ tìm ra hình bá và bám cho chắc. Tối nay ta sẽ gặp nhau ở lại đây. Để hội ý Ngày mai thế nào rồi sẽ hay Bây giờ anh có thể dùng chiếc Honda của tổ Còn anh Tôi dùng xe đạp Lúc này anh đang cần cơ động hôn tôi Lát sau Rồng xanh úp chiếc mũ vải Kiểu dân chơi bóng chảy Nam Mỹ Cưỡi một chiếc xe máy Phóng như tên bắn ra khỏi khu nhà khách Sau đấy Mẫn cũng dắt một chiếc xe đạp dạo bước đi ra Anh quyết định Trong buổi chiều nay Phải tìm cho được cơ sở tổ hợp Làm đồ nhựa để tranh thủ tìm hiểu thêm về cô bé mà anh đang thực sự nóng lòng cần gặp. Vừa đạp xe vừa suy nghĩ liên miên, trong đầu anh lại nổi lên câu hỏi dai dứt từ sáng nay. Người đàn ông đến tìm Nguyên Nguyên sáng nay trước mình là ai? Một người bình thường hay không bình thường? Và bên cạnh câu hỏi đó, đã cháy lên thêm một câu hỏi khác. Còn Huỳnh Bá, anh ta lẻn ra thành phố này làm gì? Để xả hơi ăn nhậu như thường lệ, hoặc vì thấy động một cái gì đó mà phải lao ra đây với những mục đích mà chưa một ai biết rõ. Vậy Huỳnh Bá, liệu có phải chính là người đến tìm Nguyên Nguyên? Mẫn đạp xe đều đều giữa dòng xe cộ tấp nập trên đường. Anh mãi suy nghĩ đến nỗi như quên cả tiếng người nói ồn ào. Tiếng đủ loại động cơ xe gắn máy, xe hơi, inh ỏi ở trên đường. Anh đạp xe dừng như chỉ theo một bản năng. Nhưng hốt nhiên, khi rẽ sang một đường phố vắng, anh chợt có một linh cảm rất lạ. Có một sự kiện hoặc một vật gì đó hết sức nguy hiểm đang ở ngay phía sau lưng anh chưa kịp định thần để xem đó là cảm giác gì cũng chưa kịp ngoái cổ lại để xem phía sau mình có cái gì thì đã nghe tiếng giống lên kinh khủng rồi một chiếc xe tải từ phía sau ầm ầm trồm tới chiếc xe hung dữ hết sức quái lạ mẫn liếc mắt lại thì thấy chiếc xe như đang nhắm thẳng vào anh lao tới cực kỳ kinh hoàng mẫn vội lái quẹo chiếc xe chạy sát vào bên hè đường nhưng chiếc xe tải như một con quái vật tiếp tục trồm tới nó cũng lái ép về phía bên hè đường hai mắt mẫn tối sầm lại và nỗi kinh khiếp đã lên tới cùng cực nhưng cũng may sao có lẽ do bản năng tự vệ vẫn chưa đến nỗi bị hoảng sợ triệt tiêu anh kịp ném chiếc xe xuống mặt đường và lao cả thân mình như bay nép vào sau một thân cây lớn cũng đúng lúc đó chiếc xe tải nóng rực như một chiếc đầu máy xe lửa ào qua nó đẻ nát luôn vành bánh trước của chiếc xe đạp mẫn chỉ kịp nghe một tiếng rào ghê rợn thì chiếc xe tải đã vụt qua rồi sau đó cứ thế nó tiếp tục lao lên như điên cho đến một ngã ba kẹo sang phía tay mặt và biến mất. Nỗi kinh khiếp làm cho mẫn gần như thất thần. Phải hai ba phút sau, anh mới có đủ sức để rời gốc cây, loạn trạng bước ra. Tới lúc đó, mới thấy một chiếc xích lô và hai ba người đi xe đạp tới. Mọi người cùng dừng lại, vây quanh lấy chiếc xe đạp đã bị nghiền nát một bánh, và mẫn người vẫn chết xanh xám. Mẻn bé ơi, chỉ chút xíu nữa thì chú này. Bậy quá, bậy quá xá. Xe cộ hồi này tụi nó chạy liều, chạy ấu quá trời. Phải có biện pháp thế nào chứ? Từ xa ở phía sau Vô tình nhìn lên Thấy chiếc xe tải phóng như hóa rổ Tôi lo quá Mà quá nhiên Thôi thôi Hãy giúp chú này chở chiếc xe gãy về nhà Hoặc lên đồn công an đã Mà có vị nào nhìn thấy số xe của nó không nhỉ? Không Nó phóng như điên Ai mà nhìn kịp Có lẽ tài lái xe đó say rượu À tôi Tôi có thoáng thấy Đầu như có số 1928 mà đầu Và ở cuối hình như có chữ MX Hoặc NX chi đó Thôi được rồi Ta hãy giúp chú này đưa chiếc xe lên đồn đã Rồi nó say hay không say sẽ rõ Mẫn chưa thực sự hoàn hồn Một ý nghĩ như một lưỡi dao cạo Thoát khía dọc sống lưng của anh Làm cho anh thấy toàn thân như lạnh buốt Phải chăng chiếc xe ấy Đã bám theo anh ngay từ khi rẽ vào con đường vắng này Và nó đã có một nhiệm vụ rất cụ thể là Phải nhìn nát anh bằng mọi cách Rồi bỏ chạy và biến mất Vào một đồn công an gần đó Khai báo qua loa xong Mẫn xin chiếc xe gãy thuê xích lô trở về nhà khách từ lúc đó ý nghĩ về một sự bí mật bám đuôi và thủ tiêu càng ám ảnh anh một cách mạnh mẽ nhưng rồi sự hoảng sợ tự nhiên ban đầu dịu dần nhường chỗ cho một nỗi băn khoăn lo lắng khác vậy phải chăng công việc của bọn anh đã bị lộ nếu thế thì quả thật nguy hiểm tính mạng của anh đã là một nhẽ nhưng cái lớn hơn là nhiệm vụ cái nhiệm vụ hết sức nặng nề và cấp bách mà trên đã giao phó cho bọn anh ôi nếu đúng quả như vậy, thì thật là rõ ràng. Anh đã quá non kém sơ hở và kẻ địch đã tỏ ra vô cùng lợi hại và cũng rất cao thủ. Khi cả thành phố đã lên đèn, dòng xanh mới trở về. Khá mệt mỏi, nhưng rất vui, anh báo cáo. Đã tìm thấy Huỳnh Bá. Vừa nói, anh vừa đưa ra một tấm ảnh chụp bằng máy nghiệp vụ. Tấm ảnh chụp khá rõ Huỳnh Bá đang dắt một chiếc xe máy tiến vào một ngôi nhà. Ở cửa ra vào, Đón anh là một người phụ nữ chạc trên 40 tuổi Tóc bới cao, áo cổ hơi rộng, vẻ mặt tư lự Mẫn không chú ý nhiều lắm tới người đàn bà Anh ngắm mãi, ngắm rất kỹ Huỳnh Bá Trên hai tuần lễ ở thành phố Z Anh mới chỉ non thấy Huỳnh Bá có một lần Sau đó gặp Huỳnh Bá một lần nữa ở căng tin Khi anh này đang uống cà phê cùng mấy người bạn Hôm nay, Mẫn mới được ngắm nhìn kỹ Người đồng chí thiếu tá trên 40 tuổi này Với một gương mặt khá đẹp Đẹp một cách cường tráng và có phần phóng túng với đôi lông mày hơi sách và hai quay hàm vuông vức góc cạnh cùng với một cái cằm rất khỏe có rãnh sâu như trẻ làm đôi mẫn cố tìm một nét hoặc một vẻ quen thuộc có thể gợi lên sự chú ý hoặc một kỷ niệm nào đó nhưng không có gì hết hoàn toàn đây chỉ là một người đàn ông xa lạ vậy thôi như tôi đã nói với các anh đoán trường huỳnh bá lại đến nhà người bạn là một cán bộ ở quận 10 Tôi phải mất trên 2 giờ mới lần được tới đây vì phải mò qua mấy địa chỉ khác nhau nữa. Khi tới đây, tôi được những người ở chung quanh xác nhận có một ông khách tới từ chiều hôm trước. Sáng và chiều nay, ông đi chơi đâu không ai để ý và cũng không ai rõ. Khi tôi tới có người nói, nhìn thấy ông khách đi từ hồi hơn một giờ. Tôi buộc phải nằm lì lại, nói đúng hơn là giấu mình ở lại đó. Đúng 16 giờ 45 phút mới thấy hình bá cưỡi Honda trở về. Bà tôi chụp hình liền rồi sau đó Sau đó không thấy ảnh ra khỏi nhà nữa Còn anh thì về đây Dạ đúng vậy Vì đã có hẹn chiều tối nay Chúng ta sẽ hội ý công việc Thôi được rồi Dòng xanh làm được thế này là rất tốt rồi Cho tôi hỏi tiếp Về ngôi nhà này và chủ nhân của nó Chắc dòng xanh đã nắm được rồi chứ Tôi tiếp xúc nhanh với công an khu vực Và dân chúng ở xung quanh Mới nắm được sơ sơ Đây là nhà một trung tá ngụy Người này đi cải tạo từ cuối 75 chưa về Viên trung tá này là chỉ huy trưởng bệnh viện của Tỉnh Quy từ năm 70 tới năm 73 Từ năm 73 tới năm 75 Ông ta chuyển về bệnh viện trung ương quân đội Cộng Hòa Người đàn bà trong ảnh này là vợ ông ta Vì sao Huỳnh Bá lại quen gia đình này? Hình như Huỳnh Bá có quen biết vợ viên trung tá bác sĩ quân y này từ trước Hồi nào vậy? Và ở đâu? Vì sao mà quen? Tôi chưa rõ, còn phải xem lại Võ Trần từ đầu tới giờ chỉ ngồi im lắng nghe mẫn và rồng xanh đối thoại. lúc này anh mới chợt bật kêu lên trong sự bất ngờ hoàn toàn của mẫn và rồng xanh. không vậy thì không trong hồ sơ huỳnh bác không hề có nói tới chi mối quan hệ này. mẫn khẽ nói nhưng cũng có thể anh coi đây chỉ là một chi tiết hết sức nhỏ chẳng đáng kể trong đời mình chăng? ta tiếp tục rồng xanh ạ à. bây giờ anh cho tụi tôi nghe ý kiến nhận định sơ bộ của anh về sự việc trong ngày đi. rồng xanh hăng hái. Như vậy, tôi tạm thời thử phát lên một hai giả thiết như sau. Huỳnh bá xuống huyện, nhưng không chắc đó là mục đích chính, mà chỉ là để tạo một cơ hội xa thành vô rét vài ngày, và chính là để lẻn ra đây. Một là vẫn việc gái và ăn nhậu, hai là có thể để làm một việc gì đó, hoặc buôn bán áp phe, hoặc có vấn đề chính trị. Đây là lần đầu chúng ta phát hiện ra cái gia đình viên trung tá ngụy này. Dòng xanh có nhiều ý kiến rất đáng chú ý. Nhưng ông nghiêng về giả thiết nào? nếu khớp mọi chuyện lại tôi nghiêng về mục đích khác hơn vậy cái ấy là gì chúng ta còn cần phải xem xét nhiều thậm chí rất nhiều nữa nhưng cũng có thể nghĩ tới một điều có cái gì đó đã động do việc ngô đạt đã nhận rằng hắn có gặp gỡ chơi bời với huỳnh bá vào buổi tối đêm cháy nổ rồng xanh có nghĩ rằng cũng có thể có động vì huỳnh bá đã phát hiện thấy ngôi nhà bà chị họ đã bị đặt máy nghe trộm không rồng xanh giật mình anh ngồi ngẩn ra một chút rồi thở dài. À đúng, đúng. Cũng có thể là như vậy. Mẹng đét ơi, quả là tôi hơi quá hấp tấp khi sử dụng khí tài mà lúc chưa thật cần thiết. Thôi được, dù thế nào đi nữa, sự cũng đã rồi. Tôi sẽ cho rồng xanh biết những gì đã xảy ra với tôi sáng nay và cả chiều nay. Rồi cả ba ta cùng suy nghĩ. Bây giờ rồng xanh định làm gì tiếp? Rồng xanh thành thực. Tôi rất mệt. Tối nay tôi nghỉ lại đây với các anh. Sáng mai tôi sẽ bám tiếp ngôi nhà này. Cũng được. Đúng là ngày mai rồng xanh cần phải bám tiếp. Anh sẽ cho tôi đi cùng. Anh ba đi cùng. Phải. Lần này tôi muốn được đi trực tiếp một buổi cùng anh xem sao. Tôi còn thì giờ rảnh. Chắc cô bé của tôi chưa có thể trở về ngay trong ngày mai được. Lúc bây giờ võ trần lại xen vào hỏi. Anh đi bằng gì? Chiếc xe đạp gửi ngoài tiệm để sửa. Tụi nó biểu chiều mai mới xong. Rồng xanh hỏi Sao? Xe của anh sao? Mẫn thong thả Tôi sắp kể ông nghe đây Còn chiếc xe đạp Cần thì cứ để đó họ sửa Tôi sẽ cùng rồng xanh dùng chung chiếc Honda Như vậy cũng có cái hay Là tôi sẽ có người bảo vệ Mà rồng xanh cũng vậy Tình hình đúng là không bình thường rồi Cũng có thể là tôi nhầm Hoặc nghĩ quá đi Nhưng tôi cũng phải thú thật với các anh Tôi có cảm giác là đối thủ dường như đã nhìn thấy chúng ta Mà trong lúc này Chúng ta lại chưa nhìn thấy nó hoặc nhìn chưa thật rõ, hoặc chưa trúng nó. Ba anh em cùng ngồi nói chuyện tới khuya. Khi được mẫn thuật lại từ chuyện một người nào đó đã tìm đến nguyên nguyên trước mẫn 1-2 giờ, cho tới vụ chiếc xe tải vô cùng hung dữ, chưa rõ vì say hoặc cố tình đã suýt nữa nghiền nát mẫn ở trên đường, thì dòng xanh trở nên băn khoăn thực sự. Vẻ hăng hái tràn ngập tự tin của anh, dường như không còn mấy nữa. Võ Trần là người lúc nào cũng bình tĩnh, thậm chí là điềm tĩnh đến mức như vô tâm và coi thường không cần để ý tới bất cứ chuyện gì dù to dù nhỏ quanh mình. Nhưng lúc này, chàng võ sĩ có hương ấy cũng không thể giấu được vẻ tư lự không bình thường trên gương mặt khô khốc của mình. Khi ba anh em chia nhau về ba phòng khác nhau và sửa soạn đi ngủ, đồng hồ đã chỉ 23 giờ 45 phút. Mẫn cũng đã trải qua một ngày căng thẳng nên rất mệt. Đặt mình xuống, anh thiếp đi liền, không còn nghĩ ngợi lan man như thường lệ nữa. Cho tới khi hốt nhiên, không rõ vì lý do gì đó, anh chợt choàng tỉnh dậy. Có thể là một cảm giác Có thể là một có tiếng động khác thường Đúng lúc anh vừa tràng tỉnh dậy Còn bàng hoàng chưa nhớ ra mình đang ngủ Đang nằm ở đâu Thì có tiếng la lối ngoài hành lang Trộm trộm bơi anh em có trộm Rồi bắt bắt lấy nó Một phản ứng tức thì Đẩy mẫn bật dậy Tung khỏi chiếc giường cá nhân Không kịp xỏ dép Cứ chân không anh chạy ra bật đèn Mở tung cửa nhào ra Hành lang rất dài rất rộng đã sáng rực ánh đèn trên dưới mẫn chỉ còn kịp nhìn theo thấy bóng của võ trần và dòng xanh đang lao xuống lầu dưới mẫn chạy theo mọi người xuống lầu 3, lầu 2, rồi lầu 1. ở đây đã thấy người ở các phòng đổ ra khá đông nhưng cũng đúng lúc ấy có tiếng rú lên nó nhảy nó nhảy xuống đường liền đó là tiếng một chiếc honda gầm lên lao như xé rồi mất hút ở ngã tư cuối phố mẫn chỉ còn biết đứng sững lại trong đám đông mỗi lúc một thêm đông thêm ồn ào huyên náo phải một lúc sau anh mới có thể đề nghị mọi người yên lặng để cho võ trần và rồng xanh nói lại tỉ mỉ mọi việc đã xảy ra khoảng một giờ sáng võ trần có thói quen thức giấc vào lúc đó bỗng nghe có tiếng gì lướt dần rợn ở bên ngoài như tiếng chân người không mang giày hoặc chỉ mang giày vải sau đó có tiếng lạch cạch rất khẽ ở ổ khóa rồi thoáng có mùi gì là lạ cảnh giác nghĩ ngay tới thuốc mê võ trần vội vã dùng áo may ô bịt chặt mũi miệng lại và định thần nhìn ra thì lờ mờ nhìn thấy quả đấm cửa khẽ động đậy cố gan để chờ xem sự việc sẽ xảy ra ra sao nhưng bỗng ngạt thở quá không chịu nổi nữa võ trần phải lao ra cửa mở tung và quát hỏi ai thì thấy một bóng đen vùng bỏ chạy thế là anh thét dầm lên và đuổi theo ở phòng bên rồng xanh cũng khá tỉnh ngủ kịp đạp cửa chạy ra nhưng tên gian chạy quá mau xuống tới hành lang khu một thì hai anh chỉ còn kịp thấy một bóng người băng qua bao lơn nhảy vọt qua hàng rào sắt trên tường để ra đường một chiếc mô tô đã chở sẵn ở đó Tên gian chỉ khụy chân xuống một chút tôi nhảy được lên ngay yên sau của chiếc mô tô Sự việc diễn ra quá mau Và kết thúc lại hết sức bất ngờ Không ai kịp phản ứng gì nữa Đồng chí thiếu tá già Phụ trách nhà khách Cùng đồng chí trung úy phụ trách bảo vệ Và chỉ huy tiểu đội cảnh vệ Được mời tới để cùng xem xét sự việc Khách tạm trú một số được mời lại làm nhân chứng Còn mọi người khác được yêu cầu bình tĩnh trở về phòng tiếp tục ngủ một cuộc trao đổi ý kiến sơ bộ được tiến hành tại chỗ giữa tổ viết sử cùng những người chủ nhà khách có sự hiện diện giúp sức của một số nhân chứng. Sau khi nghe lại một lượt tỉ mỉ về mọi việc đã xảy ra và sau khi nghe các nhân chứng phát biểu thêm, ông thiếu tá giả phụ trách nhà khách từ tốn nhưng mạnh dạn phát biểu trước. Theo ông, đây là một vụ trộm rõ rệt. Kẻ trộm này thuộc loại chuyên nghiệp, có tài nghệ khá cao. Chúng tổ chức cũng khá tỉ mỉ, chu đáo. Chúng đã tẩu thoát theo một đường bất ngờ nhất, đó là dám nhảy từ lầu 1 qua tường có rào sắt bay xuống đường cho xe mô tô rước đi. Trong lúc đó, Tổ cánh vệ lại canh gác thường xuyên, chú ý đề phòng ở hai hướng khác, mà mọi người vẫn cho là có nhiều khả năng bị kẻ gian đột nhập. Để trả lời những câu hỏi có tính chất phản đề của tổ viết sử và để bảo vệ kết luận của mình, ông thiếu tác giả cho biết thêm, ở đây đã hai lần bị kẻ gian vào lấy trộm đồ đạc, một lần vào tháng 8 năm 78, một lần vào tháng 2 năm 79. Giữa lúc mọi người còn đang thảo luận thì một nhóm công an được cấp báo đã tới. Các đồng chí cùng chia nhau rắc bột ở quả nắm cửa ở hành lang để tìm vết tay vết giày rồi đi xem xét lại các tầng lầu và xuống đường chụp ảnh đo đạc từ chỗ chiếc xe mô tô đỗ cho tới chân tường chỗ nó nhảy sau đó tổ công an cùng trở vào tham gia cuộc trao đổi ý kiến các đồng chí cũng có những ý nghĩ bước đầu gần giống với đồng chí thiếu tá phụ trách nhà khách mẫn ngồi lắng nghe từ đầu cuối cùng anh chỉ xin phép được hỏi lại thế có nghĩa là các đồng chí công an cũng sơ bộ nhận định đây là một vụ trộm thông thường phải xin phép cho tôi được hỏi thêm một điều mà tôi còn phân vân. Nếu là trộm chỉ có mục đích lấy đồ đạc, hoàn toàn không có mục đích gì khác, sao chúng lại lần lên tận lầu tư của chúng tôi mà không kiêm chắc ngay ở các tầng lầu dưới, để nhỡ bị lộ thì dễ bề tiểu thoát hơn. Một đồng chí công an đeo quân hàm thượng sĩ, vẻ mặt chứng chạc, đáp lại một cách chắc chắn và đầy vẻ quyền lực. Đồng chí đặt vấn đề như vậy là rất hay, để chúng ta cùng suy nghĩ, lật đi lật lại vấn đề nhưng theo chúng tôi nhận xét và qua kinh nghiệm đã thu lượm ở khu vực này từ lâu, thì vụ này có thể tin chỉ là một mục đích thông thường, đó là lấy cắp tài sản. Các đồng chí thử nhớ lại xem, từ khi tới ngôi nhà này, đã có những gì để cho mọi người xung quanh nghĩ rằng các đồng chí bảo quản một số tiền lớn hoặc có đồ vật quý. Nhóm của Mẫn chưa kịp nói gì, thì đồng chí trung úy phụ trách bảo vệ ngôi nhà vụt như reo lên. Tôi nhớ ra rồi, chà, quả là mình mất cảnh giác. Buổi đồng chí này anh chỉ tay vào võ trần đi chiếc xe con tới đây chờ theo mấy hòm đầy tài liệu lúc đó ở trong sân nhà này có một số người lao công và một nhóm thợ sửa chữa vặt thấy mấy hòm sắt bọn họ cứ đùa nhau tiền tiền tôi phải nạt tiền đâu mà lắm vậy có mà ngân hàng sổ sách giấy tờ của người ta đó nói xong rồi quên liền không chú ý đề phòng hoặc dặn dò gì bọn họ cả lát sau các đồng chí công an cáo từ để ra về và hứa sẽ điều tra xác minh lại vụ này cho thật chính xác các đồng chí đó nhấn mạnh Dẫu sao câu hỏi của Mẫn đặt ra Cũng làm cho họ phải quan tâm hơn Không thể coi nhẹ vụ này Khi các đồng chí công an đi khỏi Mẫn nói luôn Dòng xanh đề nghị bạn cũng đi ngay cho Tôi rất cần biết lúc này Ngay lúc này Huỳnh Bá đang ở đâu Có đang ở nhà vợ viên Trung tá ngụy không Bạn xác minh ngay cho bằng mọi cách Cần thiết thì phone gấp về Tôi trực liền ở máy với võ sĩ Hiểu rõ ý định của Mẫn Dòng xanh hăng hái đáp gọn Rõ tổ trưởng cứ đợi đó. Chỉ còn lại hai người, Mẫn và Võ Trần. Cả hai đốt thuốc lá liên tục và không ngủ được nữa. Giả thuyết kẻ gian đột nhập không phải vì mục đích tiền nong mà muốn đánh cắp tài liệu của bọn Mẫn. Thậm chí thủ tiêu các anh một cách êm nhẹ nữa vẫn tồn tại như một dấu hỏi lớn. Chưa có thể gạt bỏ đi được. Dù cho các đồng chí công an đã sơ bộ khẳng định đây là một vụ trộm thông thường như mấy năm trước. 4 giờ rồi 5 giờ sáng vẫn chưa thấy rồng xanh trở về hoặc gọi điện thoại báo cáo. Trời sáng dần, cả thành phố lại trỗi dậy ồn ào và huyên náo, sặc sỡ tươi vui như mọi ngày bình thường đã qua. Cho mãi tới 7 giờ 30 mới thấy máy điện thoại réo lên. Tôi đã tìm thấy trẻ lạc. Ở đâu vậy? Hắn đang ở bến xe ca, tuyến đi về các tỉnh Z, tỉnh V kép và tỉnh X. Hả? Vậy hắn quyết định đi đâu? Cho tôi ít phút nữa. Rồi lại im bặt. Một giờ sau, dòng xanh trở về hoàn toàn mệt nhọc, nhưng anh lại tươi vui hết sức. Bằng những lời rất vắn tắt, nhưng cụ thể và đầy sức sống, dòng xanh tường trình lại. Hồi đêm, sau khi nhận lệnh của Mẫn, anh phóng thẳng tới nhà vợ viên trung tá quân y ngụy. Phố xá hoàn toàn im ắng và vắng ngắt. Dòng xanh tạt vào một đồn công an gần đó. Anh không nhận được một tin tức gì ngoài vài nét về gia đình viên trung tá ấy. Chồng khá giả, theo đạo Phật, ăn trường chay, luyện yoga, đi học tập cải tạo từ cuối năm 75. Nay vợ ở nhà buôn bán đồ cũ kiếm sống và chắc cũng còn vốn liếng. Hai cô con gái lớn đang học đại học, chưa chồng. Vài tháng, họ đi thăm viên trung tá nọ một lần. Huỳnh Bá là một người khách gần như đều đặn hàng tháng, đến chơi. Dân phố đồn có chuyện tư tình, thông dâm giữa ông bạn này với vợ của viên trung tá nọ. Nhưng có người lại nói, hình như họ chỉ có mối quan hệ buôn bán, áp phe chợ đen gì đó. Công an đã theo dõi chúng, nhưng chưa bắt được quả tang một vụ thông dâm hoặc một vụ áp phe chợ đen nào. Và lại, theo công an địa phương này, gia đình này không phải là điểm của họ. Rồng xanh đã mấy lần toan leo tường, sở may ngoái chui xuống, đột nhập xem Huỳnh Bá có thực đang ở trong nhà này không. Nhưng e làm kinh động hàng phố, anh phải dáng chờ tới sáng. Khéo léo và tự nhiên, anh đã tiếp xúc được với vợ viên trung tá. Vợ viên trung tá là một người đàn bà trên 40 tuổi, có vẻ có học thức, khá đẹp nhưng trầm lặng kín đáo. Tuy nhiên bà ta cũng đã trả lời có vẻ như đầy đủ những gì mà rồng xanh muốn biết. Theo bà ta, Huỳnh bá có đến đây chơi chiều qua, ăn cơm tối rồi đi chơi đâu đó suốt đêm không thấy về. Mãi tới 7 giờ sáng, có nghĩa là trước khi rồng xanh tới chừng 30 phút, Huỳnh bá mới quay lại để chào bà Bà nói là trở về thành phố Z ngay trong sáng nay. Lập tức, rồng xanh phóng Honda ra bến xe Quả nhiên anh thấy Huỳnh bá. Mừng quính, rồng xanh đã gọi điện về ngay cho Mẫn. Sau đó, anh bám sát thì thấy đúng như bà vợ viên chúng ta nói. Huỳnh bá mua vé xe ca để trở về thành phố Z. Chuyến 8 giờ sáng. Mẫn hỏi. Anh có nhận xét gì về Huỳnh bá? Rồng xanh đáp. Có vẻ mệt mỏi. Nhưng đồng thời cũng có vẻ hấp tấp. Như nôn nóng muốn trở về được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Còn gì nữa? Đôi mắt rồng xanh chợt lại sáng lên. Và có một sự lạ. Tôi thấy cả chín hùng. Chín hùng nào? chín hùng là một người trợ thủ rất giỏi của anh lê vi trong chiến dịch ăn dưỡng vừa qua sau khi biết bị lừa và vào dọ, cả tụi trung ương và cái mặt trận ấy căm tức chín hùng như điên vì chúng đều trực tiếp gặp gỡ chín hùng trong suốt màn kịch lớn ấy còn anh lê vi và bên công an chỉ đứng cả ở sau hậu trường tụi nó không hề biết vẫn hết sức chăm chú tới việc này anh hỏi lại vậy chín hùng ở đó làm gì tôi không rõ nhưng cháy cực khéo hóa trăng đến nỗi gần như tôi không nhận ra Mẫn vội ngắt lời rồng xanh Vậy Chín Hùng có nhận ra rồng xanh không? Rồng xanh cười Không tôi cũng kín lắm chứ bộ Mẫn gật đầu Vậy tốt Và anh nhận định Chín Hùng xuất hiện ở đây Có nghĩa là anh Lê Vi cũng đã biết Huỳnh Bá Từ dưới huyện lẻn ra đây Anh cũng cho người bám sát Rồng xanh và võ trần đều hiểu ra Và đồng tình ngay với nhận định ấy Mẫn nói Vậy bây giờ Rồng xanh lại phải quay trở về thành phố Z Tôi tin rằng sự việc bắt đầu phát triển một cách mau lẹ. Chúng ta không tỉnh táo không kịp thời sẽ dễ dàng hỏng việc. Ngay đêm qua, chúng ta đã có một sơ hở để đứt quãng mất một đêm không bám sát đối tượng. Trở về Z, anh hãy nhanh chóng điện trả lời bổ sung cho tôi biết. Đêm qua Huỳnh bá đi đâu, làm gì? Tôi và Võ Trần ở đây sẽ xác minh cụ thể. Khi rồng xanh ăn vội cho xong đĩa sôi sáng, uống một hơi hết cốc cà phê đặc, rồi nhảy ba bậc thang một xuống nhà để đi ra bến xe, thì Mẫn cũng sửa soạn ra đi anh nói với võ trần. Anh trực ở nhà, còn tôi phải đi tiếp tới tổ hợp nhựa và xuống quận R với cô bé của tôi. Mẻng bé ơi, vậy ra tổ trưởng vẫn chưa quên, chưa cho qua cái cô ca sĩ ấy sao? Tôi tưởng rằng tới lúc này, chúng ta đã có định hướng để hoạt động rồi. Không, hoặc nói cho đúng hơn, vẫn chưa, chưa có thể thay đổi gì trong kế hoạch của tổ ta, võ sĩ ạ. À. Vì sao vậy? Vì chúng ta vẫn còn như đang bơi trên biển lớn. Thật ra, cứ bình tĩnh lại mà xem Trong những vụ việc xảy ra Chúng ta vẫn còn gần như tay trắng Chúng ta mới chỉ có những giả thiết Và những dự đoán có vẻ như hay ho Trước khi đi Mẫn dặn tiếp Ở nhà Anh gặp ông thiếu tá trưởng ban quản lý Nhớ đề nghị hủy bỏ ngay cái lệnh mà chúng ta đã ngu xuẩn chấp nhận Là không cho một ai lai vãng tới chỗ tổ viết sử làm việc Cứ để cho mọi người tự do rồng xanh ạ Võ Trần cười nói thêm vào Kể ra tụi mình cũng ngốc thực lại ông tôi ở bụi này Võ sĩ ạ, à, còn anh, anh phải triệu tập lấy một số cán bộ cũ về đây, họp ngay ngày mai, hoặc ngày mốt, để siêu tầm tài liệu sử. Nghĩa là để cho thiên hải hiểu rằng, chúng ta thực sự chỉ là một tổ viết sử, không hơn không kém, không có một nhiệm vụ mật nào khác. Võ Trần cười tiếp. Cũng hú vía, may sao tổ trưởng lại cẩn thận dặn tôi bí mật cất dấu tài liệu cán bộ đi nơi khác, ở đây chỉ có để tài liệu sử. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của tiểu thuyết Anh là Ai? phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại